Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật các mẫu xe có mặt tại cửa hàng Auto 31. Địa chỉ đơn vị là 3133 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục về chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ để anh chị bạn có thể yên tâm. Với chiếc xe đầu tiên em giới thiệu anh chị và các bạn thông tin là chiếc Lexus RX 350 sản xuất là 2019, model là 2020. Nhập khẩu nguyên chiếc, gầm cao 7 chỗ ngồi, làm anh quãng đường hơn 30.000 km và hiện đang được giao bán với mức giá 3 tỷ 269 triệu. Hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chiếc RX 350L, một phiên bản cao cấp nhất, cực kỳ mới. Và tiếp tới đây thì vẫn là một chiếc Lexus RX. Ta có chiếc RX 300, sản xuất là 2021. Nhập khẩu nguyên chiếc, gầm cao 5 chỗ, lăn bánh với quãng đường là 26.000 km và mức giá bán đơn vị đường đưa ra là 2 tỷ 950 triệu, giá thì vẫn còn thương lượng, hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua trả góp. Thông tin chi tiết cụ thể về chiếc xe thì các bác hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi chi tiết cụ thể video cho các bác có thể tham khảo. Và đây là một chiếc Lexus RX 350 sản xuất là 2018. Nhập khẩu nguyên chiếc, dòng xe gầm cao 5 chỗ, lăn bánh quãng đường là 35.000 km và mức giá đưa ra là 2 tỷ 989 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng, hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe cho các bác có nhu cầu về chiếc gầm cao 5 chỗ, hạng sang của nhà Lexus, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Cảm giác lái tốt. Lại tiếp tục theo là của nhà Lexus thì ta có chiếc Lexus GX 460. Sản xuất năm 2016, xe nhập khẩu nguyên chiếc, gầm cao 7 chỗ. Hiện năm bánh quãng đường là 75.000 km rồi. Xe hiện đang giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 3 tỷ 069 triệu. Xe có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn có nhu cầu. Với bản này là bản full nên nó có trang bị đầy đủ các tính năng công nghệ an toàn. Tiếp tới đây thì em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn chiếc Lexus LX 570. Super Sport là một phiên bản cao cấp nhất của nhà Lexus. Xe sản xuất năm 2017, nhập khẩu nguyên chiếc, gầm cao 7 chỗ và chiếc xe này lăn bánh quãng đường là 69.000 km rồi. Mức giá bán của chiếc xe phiên bản Super Sport nhập Trung Đông hiện đang giao bán với mức giá là 6 tỷ 300 triệu. Giá thì vẫn còn hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Tiếp theo đây thì là một chiếc xe của thương hiệu Nhật nhưng mà chiếc xe tầm trung, đó là một chiếc Toyota Camry bản 2.5Q, sản xuất 2019 trong phân khúc hạng D, nhập khẩu nguyên chiếc với 5 chỗ ngồi kiểu dáng sedan, có ngoại thất là màu trắng đã được lên form của ES250, lăn bánh quãng đường là 40.000 km và giá đang giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá 929 triệu, giá này thì vẫn còn thương lượng. Tiếp tới đây thì em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn chiếc Land Rover Range Rover Autobiography Long Wheelbase 5.0, sản xuất là 2014, nhập khẩu nguyên chiếc, gầm cao 5 chỗ, hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 4 tỷ 399 triệu. Giá thì vẫn còn thương lượng, hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Thông tin chi tiết cụ thể thì các bác có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi thông tin cụ thể cho các bác. Và một chiếc mẫu xe cuối cùng, đó là chiếc Mercedes-Benz GLC 200, sản xuất năm 2022. Lắp ráp trong nước và là gầm cao 5 chỗ của thương hiệu hạng sang nhà Mercedes. Lăn bánh quãng đường 7.000 km và mức giá bán đơn giao là 1 tỷ 689 triệu. Còn giảm và thương lượng, xe có hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200. Và vừa rồi thì em đã cập nhật gửi đến anh chị và các bạn thông tin chi tiết cụ thể các mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng Auto 31, số 3133 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Các bác có nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết cụ thể những chiếc xe mà anh chị và các bạn đang cần tìm, hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ đầy đủ cho anh chị và các bạn nắm rõ. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Em rất mong anh chị và các bạn quan tâm, ủng hộ và đóng góp ý kiến cho em ở phần bình luận để em có thể hoàn thiện hơn, mang đến nội dung đầy đủ hơn cho mọi người những cái thông tin hữu ích để mọi người có thể dễ dàng tìm mua cho mình một chiếc xe phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Xin chào!